Xin chào các bạn. Bữa nay mình xin giới thiệu là đây là cái farm mình nuôi trồng đông trùng hạ thảo. Đấy. Thì thực tế là nuôi trồng ở trong farm mình đây. Và nhiều nhiều người nghĩ là nuôi trồng đông trùng hạ thảo dễ lắm. Cũng không dễ nha. Đông trùng hạ thảo nuôi cũng khó. Và thứ hai nữa là nó cũng dịch bệnh cũng cũng thất bại đấy, chứ không 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 phải là cái trồng là có đâu. Đấy, ví dụ như nó sẽ có những cây là nó như vậy, nó bị bệnh ấy, mình phải loại bỏ đi. Phải bỏ hết những cái sản phẩm mà liên quan đến sức khỏe, nó phải cực kỳ kỹ, phải loại bỏ hết đi. Đấy. Loại bỏ hết đi chứ không mà nó lây lan hết sang những cái nơi chỗ khác, chút phải đi loại bỏ hết. Đó. Còn đông trùng hạ thảo thì hiện nay thì mình thấy là cứ mỗi lần mà cửa khẩu của Trung Quốc đóng cửa là đông trùng hạ thảo của nhà mình bán là rất chạy. Và khi mà cửa khẩu nó mở ra thì bán thấy là bắt đầu khó bán hơn. Đây. Cái bữa nay cho cái này nó dính để đèn nó nháy vậy ta. Đó. Rồi đây là thực tế mình làm farm xong mình trồng đông trùng hạ thảo. Rồi đây là những chai rượu rồi mình nuôi để bỏ rượu vào. Sau này mọi người uống là nguyên chất đông trùng hạ thảo luôn. Đấy, mọi người có gì mà mọi người mua đông trùng hạ thảo cho gia đình thì có gì ủng hộ nhà mình nhá. Đây. Rồi xin cảm ơn các bạn.